Em xin chào tất cả các bác yêu Lan ạ. Phiên trưa hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2021 xin kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ. Và hôm nay thì em cập bến mới thêm nhiều mặt hàng mới và ngập tràn những sắc màu hoa lan, cả những dòng hàng lan cát này, dendro rồi các dòng hoa lan để chơi hương và chơi Tết. Và hai số điện thoại đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Ngoài ra thì em có bán cả thêm những cái dòng phân bón dành cho hoa lan và những chế phẩm phân thuốc và cả những bộ máy tưới lan với giá là 450. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu lần lượt từng loại báo giá chi tiết các bác ạ. Hôm nay thì em có cặp bến mưa lô đai châu Thái đang có nụ để chơi Tết nhé. Đối với dòng hàng Thái thì hoa của nó sẽ đa dạng nhiều màu sắc khác nhau, rất là đa dạng nhiều màu sắc. Và dòng hoa Thái thì hoa của nó sặc sỡ nhiều sắc màu. Hôm nay thì sẽ có hai loại, thứ nhất là dòng đai châu đơn và thứ hai là dòng đai châu đôi. Riêng đai châu Thái này cứ mua 3 chậu bất kỳ bên em miễn phí ship ạ. Đó, đai châu đơn thì giới thiệu các bác cái lô hàng đơn thì rất là đẹp, cây nó to to mà nhiều nụ lắm, ít nhất từ 2 nụ trở lên nhá, nhiều cân thân cây tía đỏ lắm ạ, còn có cả những thân xanh xanh một tí. Nói chung là cứ solo hết cho các bác nhá, nhưng cây to đẹp. Cái lô hàng này giá rẻ này, em bán 150 một chậu. Riêng những cái cây này mà trồng sang loại chậu sai nhựa ấy, à sai gỗ ấy, chắc chắn không dưới 250 một chậu đâu, to lắm. 150 một chậu, 3 chậu 450 bao ship. Còn sang bên đây là đai châu Thái chậu đôi. Chậu đôi thì cây của nó sẽ là từ chậu 2 cây đều đang nụ hoa hết mọi người ơi. Đây có 2 cây thì cây hai có thể hai màu khác nhau hoặc là cùng màu, cái này thì hàng xổ số không biết, nhưng nhìn thân lá cũng có thể phân biệt được đúng không nhá. Đấy, hàng đôi này thì có thể cây nó sẽ không được to nhưng bằng cái chậu đơn, bởi vì nó là chậu cây đôi, 2 cây, cây song sinh. Nhưng được cái là nó sẽ số lượng nó nhiều hơn. Một chậu đôi này em bán là 170, nhỉnh thêm 20.000. 170.000 một chậu nhá. Mua 3 chậu miễn ship. Kết hợp hai loại này cũng được. Đấy. Lưu ý là hai chậu này 150 170 nó khác nhau, đó chính là cái thứ nhất là độ to nhỏ và thứ hai về số lượng. Zaza mini hôm nay thì em có về một cái lô Zaza khá là nhiều nụ hoa. Và thời điểm này thì Zaza có thể là chơi Tết được và dòng này thì chơi hoa quanh năm. Ghép trụ, ghép chậu đều rất là ok các bác nhá. Riêng dòng Zaza thì rất là siêng. Và hôm nay thì trong cái lô hàng này em thấy là sổ ra khá là nhiều những mặt bông khác nhau. Đó, bông này này, có cái bông hoa màu hơi trắng trắng này, có bông hoa màu tím đậm luôn. Đấy, và mỗi cốc Zaza thì nó xem như thế này, em bán là 60.000 đồng một chậu ạ. Đấy, tùy từng chậu độ cao dài khác nhau thì số lượng thân nó khác nhau. Đấy, xem là với giá là 60.000 nhá. Tiếp theo em lên cho mọi người những cái mã hoàng nhạn tháng 4 hàng thuần nhé. Hôm nay thì em có một số những khúc này thì ghép gỗ, nó giống như kiểu hàng nguyên bản luôn ấy. Nó ghép lên trên gỗ và bây giờ nó bám giá thể khá là chắc. Về cẩn thận hơn, nếu mà các bác cẩn thận hơn nữa thì mọi người cho những khúc gỗ này vào trong một cái chậu và mình bỏ thêm vỏ thông vào, cây của nó phát triển khỏe mạnh hơn. Đấy, bởi vì thì những cái khúc gỗ này thì nó cũng như kiểu khúc nguyên bản như thế này. Đấy, dễ cũng bám chắc như vậy, cho vào một cái chậu thì ghép lên thì nó khỏe hơn rất là nhiều. Và hàng thuần rồi, cái lá của nó rất là căng mướt nhá mọi người nhá. Các bác mua hàng cân về thường nó sẽ bị rớt lá gốc nhiều, và thứ hai là nó mất nước và nó sẽ không được đẹp mướt như thế này. Hoàng nhạn thì hoa nó thơm và riêng giống của nó bây giờ nó cũng hiếm, nó ít có. Thì em lấy những cái hàng thuần rồi về các bác chơi luôn, nó đẹp hơn. Đây em có một số những mã như sau, nó như một cái khúc nguyên bản em. Mã N1 này 230.000 gồm 3 cây. Dòng này chơi hương rất là thơm. Cái này thì cũng không rõ tháng 4, tháng 8 nhưng mà chắc đa phần tháng 4 nhiều hơn. Vì tháng 8 mà bây giờ nó sót vào trong đây thì nó rất là hiếm. 230.000. Mã N2 240.000, 2 cây đều nhau, lá xếp V 240.000. Mã N3 380.000. Cái giò này 4 cây liền nhá các bác nhá, 4 cây. Mà có cây này rất là to này. 380.000. Mã N5 à, mã N4 230.000, 4 cây. Nhỏ nhỏ xinh xinh 230.000. Đấy, cái này ghép lên trên chậu này, đặt lên chậu và cho vào thông vào, nó phát triển đứng lên. Mã N5 270.000, 3 cây nhá các bác nhá. Đây, cái xếp V này. Cây này thì nó rốt lá gốc một tí nhưng mà cây thì nó rất là nhiều cặp lá. 270.000, 3 cây. Mã N6 290.000, 3 cây. Đây, 3 cây này khá là to đều nhau, 290.000. Đây, xếp V đẹp chưa? Cái này cho lên chậu đẹp này. Nó bị cháy 1-2 cái lá không ảnh hưởng gì, kiểu như hàng rừng không tránh được. N6 N7 320, 4 cây đều 5 cây, rồi 5 cây luôn. 5 cây này,
cả to cả vừa cả nhỏ. 5 cây này em bán là 320.000. Nò 7 này. Mã nò 8 160.000. Mã nò 8 160. 2 cây nhá. 2 cây 160.000. Mã nò 9 350.000. Mã này 350.000. Có 4 cây. 350. Mã nào 10 390.000 5 cây 1 2 3 4 5. Đây, có cây này ở giữa nhỏ thôi, còn đâu là những cây này cũng khá là đều này. Đây, cây này to nhất này. 390.000. Nào 11 250. 3 cây. Đấy giống như khúc nguyên bản nó đấy, ngày xưa ghép khúc nguyên bản này nó cũng đắt đắt. Mà hoàng nhạn này. Hoàng nhạn tháng 8 một cây nhỏ xíu thôi đã 100-200.000 rồi. Tiếp theo là nò 12 320.000 4 cây. 320.000. Nò 13 là một combo 2 khúc 250. Đây khúc số 1 này. Gồm 2 cây, cây giữa chột tôi không tính. Đây là cây thứ 2 này. Khúc thứ 2 gồm 1 cây này. Cây này cây còn cây nhỏ này. Nó bị bung ra 250. Nò 3. Nò 14 100.000, 2 cây. 2 cây nhỏ nhỏ nhé, 100.000. Nò 15, 200.000, 2 cây. Cái này là 2 khúc. 2 khúc, 2 khúc này cây của nó cũng to. 2 cây thôi nhé, 2 khúc. 220.000, à 200.000 2 cục. Đây là nò 15. Có 15 mã thôi, có 15 mã. Hoàng nhạn là tháng 4, hàng thuần. Em về thì có một số lượng ít. Đó chính là cái dòng hoàng nhạn 4N. Lâu lắm rồi hàng mới về mọi người ơi. Nhạn 4N năm ngoái thì thường về cái dòng cây đơn, cây to đùng như là 650 một chậu. Hôm nay thì về cái loại này là loại cây đôi, thì cây đôi nó bé hơn. Nó sẽ có cả cây mẹ, cây con như thế này nhá. Đó, hàng ghép lên chậu nhựa là cái loại này là cái loại ở chậu gỗ này là cái loại đắt tiền ấy, hàng VIP đấy ạ. Bản nó cũng khá là to đẹp. Và mỗi chậu nhạn 4N ngày hôm nay em xin phép giao lưu với mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 350.000 một chậu nhá, 350 một chậu nhạn 4N. Hàng này thì hoa của nó rất là thơm. Bản lá to đẹp đấy ạ. Những cây bản lá to đẹp này, 350.000 một chậu hoàng nhạn mít 4N. Em vừa cập bến một lô brass hoa vàng nhá. Hôm nay tiếp tục về. Bụi hôm nay thì có vẻ là to hơn bụi hôm trước đấy ạ. Em nhấc lên cho mọi người một cái bụi này. Đây. Đó, bụi hôm nay có vẻ to hơn bụi hôm trước này. Nhiều thân, nhiều giả hành. Brass hoa vàng này thì em vẫn bán là 140, một bụi 2 chậu là 250. Mua một cặp là 250 một cặp, còn đâu là lấy lẻ là 140 một chậu nhé. Cái brass này hoa nó quanh năm. Dễ chăm dễ trồng, đây cái bộ rễ của nó này, rất là khỏe. Em còn một số những chậu sơn thủy tiên cũng như là hoàng phi hạc. Hàng này hàng thuần vườn rồi các bác nhé. Để chơi một cái mùa hoa trọn vẹn nhất thì mình lấy cái hàng thuần này ấy, mình về mình treo nó đẹp và nó khỏe hơn rất là nhiều so với các bác ghép hàng kilogram. Cái hàng này thì hiện tại sơn thủy tiên hàng cũng thuần chậu lâu năm rồi. Em còn chậu số S11 này, nhiều thân tơ lắm ạ. 320.000 S11 ghép vào chậu nan rồi. Tiếp theo là S24 310.000 đồng. Đấy. Rất là nhiều thân tơ. Và tiếp theo là những chậu hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc hàng này thì vườn người ta thuần sẵn rồi nhé. Về các bác chơi năm nay là hơi bị tuyệt vời. Thân của nó củ giả hành to, mập và rất là khỏe. Hàng này đáng nghĩa là độ xõa của nó rất là to, nhưng mà do là nó nặng, nó chùm ấy, thế nên em phải buộc sẵn như thế này. Một chậu như vậy các bác mua hàng cân về ghép 2 năm mới được đẹp như thế. Đây nhà vườn đã phải ghép đến năm thứ 2 mới đẹp như thế này. Đấy đẹp chưa? Chậu này em gọi là hình số 17 này, 220.000 một chậu. Chậu phi 20, to, nhiều thân này. Rất là nhiều thân tơ luôn. Chậu H21 cũng 220.000, nhiều thân tơ lắm ạ. Cái này xõa ra là hơi bị nhiều luôn. 220. Chậu H11 240. Thân cao mập nhiều thân tơ. Nhiều thân tơ lắm nhé các bác nhé, 240.000. H13 220. Đây các bác nhìn này, cái chậu chậu 220 mà khi xõa ra nó cũng độ phủ sóng nó hơi bị to luôn. Này, thân tơ này 2 3 4 5 6 7 8. Ừ, nói chung là mầm lên cũng khỏe lắm. Cái chậu này nhiều mầm lắm ạ. 220.000 thôi. Các bác mua hàng cân 150 một cân mà về ghép chưa chắc là đã nhiều thân tơ này đâu.
H22 240. Chậu này nhiều thân tơ nhá, buộc túm bụng vậy thôi chứ còn bỏ ra hơi bị độ phá hơi to. 240 H22. Tiếp theo là H6 230.000. Này, đẹp chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ít nhất là 8 thân tơ to mập khỏe rồi. Đấy, 230.000 thôi. Lô này đảm bảo với các bác là chưa có một nhà vườn nào em lấy mà người ta thuần cái hoàng phi hạc lại to đẹp mà giá nó cũng phải chăng. H5 250. Quá là đỉnh, nhiều thân luôn. Nhiều thân mà chậu bao to. Tiếp nữa là H2 220.000. 220.000. H6 250. Ui, chậu này cầm rất là nặng tay. Đấy, to quá nên phải buộc chùm lên này. Hơi to đấy, 250. H18 250.000. Nói chung là những cái chậu H 250 là chậu to rồi. Đấy, to chưa? 250. Năm nay hoa của nó, cái dòng hoàng phi hạc hoa cánh xoắn rất là đẹp. H14 206. Đây, chậu này cũng to nặng này. Chậu này buộc túm giữa vậy. Rất là nhiều thân. Và cuối cùng thì em còn một cái chậu này nữa. Là chậu 240 H19. Này. H19 240. Quá là đẹp. Ui trời ơi, thật sự luôn các bác. Một cái lô hoàng phi hạc người ta chăm mà nó đẹp. Đẹp tứ thân lá. Cái này là thân lá này, thân nù này. Thân này như thân hoàng thảo xoắn luôn. Rất là đẹp luôn. Cầm rất là nặng tay. Đấy, các bác lấy hàng thuần này về mình treo lên thôi. Năm nay là đầu xuân là có một cái giò hoàng phi hạc chơi xuân hơi bị tuyệt vời. Rất là đẹp. Đấy, hàng này thì em quay hết rồi, quay hết cái hàng ở vườn rồi. Nên là sau cái lô hàng này là toàn những cái hàng chậu phi bé thôi, phi 16 thôi, không có chậu phi 20 như này đâu. Chậu phi 16 người ta trồng một cái chậu bé xíu rồi xíu ạ. À, kiều trắng đột biến ạ. Dòng kiều trắng này em cháy hàng thì chỉ giờ chỉ còn số lượng ít thôi. Và mỗi chậu kiều trắng như vậy em xin phép bán với giá là 350.000 đồng một chậu các bác nhá. Có duy nhất chậu này chỉ có 2 tép thôi. Mỗi chậu kia đều 3 tép nhưng chậu này 2 tép với cả một tép nhỏ xíu xíu này thì em bán với giá là 320. Còn hai chậu này là 350. Đấy, kiều đột biến là hết hàng rồi. Lô đợt này cây còn cao á, những cái lô trước là thân nhỏ xíu xíu nhú nhú như là mới lớn ấy, cây này gọi là cây tầm trung rồi. À, tiếp đến thì em xin giới thiệu các bác, đó chính là một cái lô cát lanh da. Đấy, hàng này em hứa hẹn với các bác cái lô hàng cát có phân màu về cho các bác nhé. Hàng này thì có phân loại mặt hoa rồi và vẫn đang có chương trình, đó chính là mua 3 chậu cát miễn ship. Nên là đợt này thì em chạy số lượng. Nên là các bác cứ gom đủ 3 chậu cát trở lên này, bên em miễn phí ship vận chuyển về đến tận nhà. Em không hiểu sao thì tiền phí ship thì nó cũng rẻ thôi, nhưng mà nhiều bác thì cứ thích cực được miễn phí ship. Nên là em sẽ cố gắng những cái chương trình áp dụng cho các bác. Nếu mà mặt hàng nào thì em cố gắng em sẽ hỗ trợ cho mọi người một phần nào đó. Và cát đây thì có phân màu tùy từng bụi, tùy từng loại thì cái số lượng thân cũng như là cái kiểu cây nó sẽ khác nhau. Và hàng này thì có tem rồi nên là các bác yên tâm nhé. Em sẽ đi lần lượt từng loại báo giá chi tiết với các bác. Cái cát trước mặt các bác đó chính là một bụi cát khủng màu trắng lưỡi tím các bác nhá. Dòng này bụi của nó rất là to. Đây các bác này, giơ cho các bác một bụi đây này. Đó, đẹp chưa? Đẹp cực kỳ luôn đấy nhá. Đấy, bụi này nó phải to gấp 3 lần cái bụi các bác vẫn mua cái loại mà dòng 130.000. Nghĩa là cái chậu size to thì thi thoảng mới có một số loại nó có thôi. Còn đa phần là những cái loại size nhỏ nhỏ xíu xíu như thế này này. Đấy, đa phần loại size nhỏ xíu xíu nó bé như thế này thì các bác nhìn là nó phải gấp 3, gấp 4 lần là đúng thôi đúng không? Gấp 3, 4 lần là đúng thôi. Loại chậu cắt trắng lưỡi tím bụi size to vĩ đại này nhé các bác nhá. Một chậu to này thì em cũng xin phép bán với giá là 250.000. Thực ra nếu mà nó gấp 3 lần cái loại chậu nhỏ kia thì các bác cứ nhân lên là 3 là 390 đúng không? Mà cái này có 250. Đấy, một chậu phi to. Một số cây thì cũng đang hình như có mắt nụ. Một số cây thôi, em không dám chắc là hoàn toàn. Bởi vì hàng này em nhập là hàng cắt lá. Và cái dòng cát này thì lưu ý là hàng cát ấy, lá rất là giòn, đôi khi vận chuyển nó sẽ hơi sức sát một tí, các bác thông cảm. 250.000 loại trắng lưỡi tím loại size to. Loại thứ hai đó chính là đỏ nhung này. Cái đỏ nhung thì số lượng thân trong một chậu nó ít nhau nhá, mà dòng này chẳng hiểu sao là bán nhanh hết lắm cơ. Đấy, loại này là 130.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship. Màu đỏ rất là đẹp. Tiếp theo là trắng lưỡi tím nhưng mà loại size nhỏ hơn. Gọi size nhỏ thôi nhưng mà nói chung là cái lô hôm nay phải nói là thực sự là sao nhà vườn người ta xuất cho mình cái bụi nó đẹp hơn mọi lần thật. Đấy, cái màu trắng lưỡi tím hôm nay thì cái bụi của nó nhiều thân hơn cái bụi hôm trước. Nhưng mà em cũng bán với giá 130 thôi nhé các bác nhé. 130.000 một bụi, mua 5 bụi, à mua 3 bụi miễn ship này.
tiếp nữa đó chính là màu xanh lưỡi hồng. Đấy, xanh lưỡi hồng thì dòng này thì thấy thân lá của nó lùn lùn thôi. Đấy, màu xanh lưỡi hồng này. Nhưng mà cũng nhiều thân các bác ơi, không phải ít thân đâu. Xanh lưỡi hồng này cũng 130.000 đồng một chậu. Màu tiếp nữa đó chính là màu hồng phấn. Đó, cái màu hồng phấn như ở trên màn hình các bác xem này, cái mặt hoa của nó khá là xuất sắc, là đẹp. Đấy, cái màu hồng mà có sự đan xen rất là hài hòa. Và một chậu hồng phấn này em nhắc lên cho mọi người xem. Đây, cây của nó lùm nhiều thân, cũng đẹp xinh. Đấy, chậu này nhiều thân này, 130.000 đồng một chậu nhé, hồng phấn. Tiếp theo nữa, đó chính là giống cát cam mắt mèo. Hôm trước cháy hàng cam mắt mèo, hôm nay thì em sẽ về bổ sung để trả đơn cho một số bác hôm vừa rồi thiếu hàng nhé. Dòng cam mắt mèo, cái màu cam này và cái mắt của nó màu đỏ rất là đẹp. Mà em cũng không nhớ nữa, trên màn hình là cái mặt hoa của nó. Đó, cái màu cam mắt mèo này, 130.000 thôi ạ, 130.000 một chậu. Màu tiếp nữa đó chính là màu hồng đẹp. Màu hồng đẹp này, cái dòng hoa của nó màu đậm đà mà nó có sự đan xen cực kỳ là hài hòa và rất là đẹp nhé mọi người nhé. Cái màu hồng đẹp này, đấy, một màu rất là lạ mới. Cái này em nhấc này nó hơi khó. Màu hồng đẹp này em bán là 130.000, 130.000 đồng một chậu. Đấy, bán đồng giá hết rồi ạ. Tiếp nữa đó chính là màu ngũ sắc. Cát ngũ sắc cũng rất là độc đáo. Bụi hôm nay cũng nhiều thân, giả hành cứng cáp, khỏe mạnh. Đấy, ngũ sắc. Ngũ sắc hôm nay em bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhé, 130.000 đồng một chậu. Tiếp theo là cát hồng thơm ạ. Cái dòng hồng thơm này nếu mà không có một cái bông hoa này nở thì chắc chắn là em cũng không nghĩ nó lại là một dòng chơi hương. Đấy, dòng cát bình thường là rất là ít cái dòng mà nó có mùi hương thơm ấy ạ. Nhưng mà riêng cái dòng hồng thơm này ạ, cái màu hoa của nó là cái màu hồng đậm này. Đấy, với cái lưỡi của nó, cái mắt của nó hơi một chút pha vàng. Đấy, bông hoa này thơm cực kỳ luôn. Đó, cả ngày hôm nay khi hàng mới về ấy, cửa hàng em nó cứ phăng phẳng đâu đây cái mùi hương thơm mà em không thể nào em tìm ra được cái mùi hương. Bởi vì nó có cả vũ nữ. Đấy, ngoài vũ nữ ra thì hôm nay thì cái chậu này nó tỏa hương cực kỳ là sắc sảo. Đấy, cái bụi của nó là cái loại chậu to. Cái dòng hồng thơm này bụi của nó rất là to mọi người nhá. Bụi nó to, to đùng luôn. To như là cái dòng của cái bụi hồng cát trắng lưỡi tím đấy. Bụi nó to như thế và dòng này chơi hương thơm. Nếu mà ai chưa biết thì anh sưu tầm thử một lần. Đó, bông của nó là dòng cát đại, bông to, thân lùn và nhiều nhánh, nhiều giả hành. Cát hồng thơm này em bán với giá là 250.000 đồng một chậu nhé. Cát này nó bụi nó phải gấp 3 lần cái loại bụi thường các bác về cứ sang chậu to. Hoặc nhiều bác về các bác tách ra ấy. Tách ra bởi vì riêng cát ấy, nhiều người ta tách ra nó lên nó rất là nhanh. Nó phát triển rất là nhanh và khỏe. Đó, 250.000 đồng một chậu. Cát vàng đổi màu ạ. Cái dòng này khi mới phát triển nở hoa ấy, bông to, nó là màu vàng và dần dần thì nó sẽ chuyển sang màu cam. Nó gọi là màng vàng đổi màu. Và loại này thì em bán 150.000 một chậu. Còn đây là cái màu vàng lưỡi đỏ. Nhưng mà cái màu vàng lưỡi đỏ thuộc dòng là cát một lá, bông to. Đấy, dòng này thì cũng là 130.000 đồng một chậu nhá. Nó cũng ít hơn thôi, 130.000. Tiếp theo là cát vàng loang nhá. Dòng này thì cát hai lá nhưng mà bông lại rất là to. Đấy, cây cứng cáp, khỏe mạnh, giả hành khỏe. Loại này thì em bán là 150.000 đồng một chậu. Cát thập tam muội ạ. Hôm nay lại về thêm một cái lô cát thập tam muội hàng lá mít. Hôm trước thì cháy cái hàng này. Dòng này thì cây của nó không quá to đâu ạ, bởi vì đây là dòng lá mít tròn xoe, hàng thân lùn. Đó, đây bản lá mít rất là đẹp. Hôm nay thì về số lượng nhiều hơn. Đẹp chưa? Và bông hoa của nó rất là đặc sắc nhá. Cát thập tam muội này em bán là 150.000 một chậu. Và mua 3 chậu cũng được miễn phí ship ạ. Cái dòng này 3 chậu cũng được miễn phí ship rồi. Lan cát vàng chùm nhá. Hôm nay thì em có về một lô cát vàng chùm. Lại tiếp tục về. Đây là cái dòng bông của nó là bông thành từng chùm. Hoa của nó cánh màu vàng lưỡi đỏ. Đó, bụi cũng nhiều thân các bác nhé. Màu vàng chùm này thi thoảng mới về. Đây ạ, bụi khá là nhiều thân. Dòng cát này cát hai lá là cát là dòng cát chùm. Cát hai lá. Và em bán một chậu hoa thơm cát vàng chùm này với giá là 140.000 đồng một chậu. Mua 3 chậu em miễn phí ship nhé. Cát mua 3 chậu miễn phí ship ạ. Tiếp theo là cát đỏ chùm ạ. Hôm nay thì em có về bổ sung thêm một cái mặt hàng cát mới. Đó chính là màu đỏ nhung nhưng hoa là dòng hai lá và cát thành từng chùm nhé các bác nhé. Hiện tại thì một số cây đang lên mèo. Một số nhá, một số cây thì đang lên mèo nụ rồi. Và bây một bụi của nó thì cũng khá là nhiều thân này mọi người này. Khá là nhiều thân. Dòng cát lô hôm nay thì như vậy là cũng khá là ok và đẹp rồi. Đó, em sẽ cho mọi người xem tình trạng cây.
lấy hàng ở phía trong cũng rất là nhiều cây. Đây, một bụi nó đây. Nhiều thân lắm ạ. Dòng này thì cái lá của nó sẽ không được mướt đẹp như những dòng khác. Đây, các bác nhìn cái lá kiểu nó vậy. Đó, nhưng mà bông hoa của nó thì lại là cái màu đỏ nhung rất là rực rỡ. Đó, cái đỏ nhung mà hoa chùm này, cắt hai lá này thì em bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhá. 130.000 một chậu. Mua 3 chậu cũng được miễn phí ship vận chuyển về đến tận nhà. Em xin đi qua một cái dòng hàng rất là thơm, đó chính là dòng vũ nữ sô-cô-la hoa thơm, vòi dài, bông sai hoa. Dòng sô-cô-la này thì cũng đã quá quen thuộc với các bác rồi. Và hôm nay thì sô-cô-la nhà em sẽ có hai mức size chậu nhé. Cái hàng mà bình thường em vẫn bán cho các bác đó chính là cái loại size chậu này, là những cái loại chậu nhỏ nhỏ hơn. Đấy, hàng này thì lác đác một vài cây thì có nụ hoa thôi. Còn đâu là đa phần là hàng lá chuẩn bị sưng nụ. Đó, cây trưởng thành rồi. Thì loại này thì nhà em vẫn đang bán với giá là 150 một chậu đấy ạ. 150.000 là cái lô hàng mà bình thường em vẫn hay về, thì em sẽ giới thiệu các bác cái lô hàng đó. Còn đây ạ, còn đây là cái sô-cô-la loại chậu to hơn, size to hơn, cây lớn hơn, trưởng thành hơn và đều đang có nụ hoa hết các bác nhé. Cái vòi sô-cô-la này của nó nếu mà dài ra nó phải dài đến 70-80 cm, thậm chí là hàng mét luôn. Nếu mà sô-cô-la nếu mà các bác trồng đạt, trồng dài á. Hôm nay tất cả cái hàng chậu to này của một cái vườn này người ta chăm để người ta bán hoa Tết. Thì cũng nhân cái dịp mà gần Tết đến thì em cũng nhập về để các bác trưng hoa Tết nhé. Cái dòng hoa sô-cô-la này, hoa của nó cái màu rất là đậm đà và rất là thơm. Đây em sẽ so sánh cho các bác hai mức size chậu để các bác có sự lựa chọn hơn. Một cái là hàng lá và một cái là hàng nụ. Và thứ hai là hàng nụ này là cây của nó trưởng thành, cây to, nhiều năm tuổi hơn nhé. Đây một cây hàng lá này. Và đây một cây hàng nụ này. Đấy em sẽ so sánh cho các bác. Cây này, cây hàng nụ thứ nhất là củ già hành nó sẽ to hơn, nó mập hơn. Đây ví dụ củ già hành của loại này đây và loại này. Đấy nó có sự khác nhau rất là rõ rệt luôn. Và thứ hai là chậu này nó bự hơn, lá nó to. Nói chung là cây người ta trồng lâu năm hơn thì tất nhiên là nó sẽ có một sự khác biệt không hề nhẹ như các bác nhé. Thì có hai loại sô-cô-la. Cái loại chậu size nhỏ, gọi đây là gọi là loại nhỏ đi, em bán là 150 thôi. Thì hàng này em bán cho các bác là chậu nhiều thân nhá. Chỉ lác đác 1-2 cây có nụ thôi, còn đa phần là bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ. Còn đây là loại size to, đây là size to về. Và đây là vườn này thì người ta xuất này chắc là từ giờ đến Tết là họ hết rồi. Tại vì vừa rồi là tranh giành mãi cũng mới được có 30 chậu thôi. Đấy 30 chậu nằm hết ở trong đây rồi, không còn hàng luôn. Cái chậu size to này thì em bán là 220.000 một chậu nhá. Loại to sô-cô-la là 220, còn cái loại size nhỏ là 150. Đấy có hai mức size sô-cô-la cho các bác. Hàng đợt này rất là đẹp, nói chung là bao mê bao đẹp luôn. Chậu to, củ già hành cũng to. Hàng hiện tại đang có một ngồng nụ nhá. Nhưng mà từ giờ đến Tết thì những cái giả hành to này hầu hết là nó sẽ sưng và sẽ tiếp tục là được chơi nhiều ngồng nụ nữa. Đẹp lắm, hàng này hoa của nó nở liên tục. Và phía bên đây là những chậu vũ nữ sô-cô-la hàng size vừa nhá. Loại vừa rồi em giới thiệu các bác là loại size lớn, cây lớn và đang có nụ hoa. Loại size vừa này thì một chậu của nó thì cũng khá là nhiều thân. Tuy nhiên thì cái giả hành nó sẽ không được to mập bằng cái loại size lớn kia. Và một chậu này thì sắp tới nó cũng sẽ ra hoa thôi. Tại vì trong đây thì lác đác có 1-2 chậu thì có nụ. Cái này thì em không bán hàng nụ. Cái loại size vừa này là em không bán hàng nụ. Em chỉ bán hàng nụ đối với loại size lớn thôi. Và một chậu nhiều thân như thế này thì em đang bán với các bác là 150. 150 một cây. Và em như em vừa rồi đã so sánh với các bác cái chậu size nhỏ và loại chậu size to rồi ạ. Để các bác có sự so sánh giữa loại 220 và loại 150.000 để có thể lựa chọn nhé. Hàng 220 chơi Tết năm nay, còn hàng 150 này thì nó bắt đầu sưng nụ nha mọi người nhé. Tiếp theo là vũ nữ mèo cam nhé. Dòng mèo cam này thì quá là quen thuộc với các bác rồi. Đây là một cái dòng hoa phân nhánh và bông của nó màu cam lửa rất là to, rực rỡ. Hôm nay thì em lấy cái loại là ngồng nó hơi nhú lên thôi. Bởi vì sợ nhất là cái ngồng cao của nó đi là vận chuyển nó dễ bị gãy. Và vừa rồi thì em về trong lô thì cũng không tránh khỏi là cũng phải dính một vài chậu bị gãy rồi. Thì hàng đấy thì em sẽ để em nuôi ở vườn. Còn em xuất đi cho các bác là những cái hàng chậu nụ đẹp. Đấy, nụ đang nhú đẹp này. Đấy, hàng này gửi đi thì nó an toàn hơn. Đấy, đây là một chậu mèo cam các bác nhá. Chậu rất là nhiều giả hành. Cái mèo cam này ở ngoài thị trường người ta đang bán cho các bác những cái hàng chậu nụ. Nhưng mà cái chậu size bé. Size bé thì thường là người ta chỉ trồng một thân một, đơn thân một này. Là trong một chậu và nó đang có nụ, người ta bán cũng đã rơi tầm 150 rồi. 150 một cốc đấy ạ. Đấy là cái hàng 150 một cốc. Còn hàng em lấy cho các bác là cái chậu nhiều thân các bác nhá. Chậu nhiều thân hơn những cái chậu kia. Đấy. Và hàng này thì đây ạ, đều đang có nụ hoa. Hàng này đều đang có nụ đậu hoa. Đây. Cũng xin nhà vườn là gửi cho một cái chậu đang nụ hoa nhưng về rất là tiếc nó vận chuyển xe hoặc vận chuyển nó quá đáng quá nó bị gãy. Hoa nó đẹp lắm. Đây là nó còn chưa nở nhá. Cái màu cam lửa nó đẹp mà chưa nở hết mà đã bị gãy nụ rồi. Đấy cái chậu này em để lại đây này.
Đấy nên tại sao em bảo là gửi đi cho các bác là những cái hàng nụ, em lấy cái nụ ngắn thôi. Chậu nó nhiều giá hành nhá. Loại này ấy, khi mà hoa nó lớn dần lên này, lớn dần lên này, lớn dần lên cái nụ hoa của nó này, nó phân nhánh ra này, thành nhiều tay này, rất là đẹp mà nụ nó cao lắm ạ. Và một chậu mèo cam này thì em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một chậu nhá. 200.000 đồng một chậu mèo cam. Hôm nay thì về thoải mái, các bác đặt hàng hôm trước cháy hàng mà không thể nào đợi hàng về để trả ơn cho mọi người. Hôm nay thì hàng đã về sẵn rồi, rất là đẹp luôn. Đấy, chậu nào cũng đang có nụ hoa luôn các bác nhá. Đây, rất là tiếc cái bông hoa này định để trưng bày cửa hàng nhưng mà nó đã bị gãy mất rồi. Thôi, cái này thì thôi cho đi vào dĩ vãng. Đẹp lắm. Cái lô hàng 200.000 đồng một chậu. Tiếp đến một dòng vũ nữ với cái hương vị ngọt ngào của mùi hương rất là quyến rũ. Những bông hoa cực kỳ là sai hoa, đó chính là dòng ngọc nữ. Cái tên của nó thì đã rất là hay rồi đúng không mọi người? Hàng này thì hàng chậu của nó hoa rất là siêng. Một chậu của nó sẽ rất là nhiều ngồng hoa đăng lên các bác nhá. Rất là nhiều ngồng hoa như thế này. Và hoa đều phân nhánh, phân tay. Và khi mà nở ra ấy thì nó rất là sum xuê. Hàng này các bác cho một cái chậu nhỏ mà để trên bàn uống nước thì cũng rất là xinh. Và sau đó mình chơi xong mình lại trồng làm giống. Hàng này nó hoa quanh năm. Cứ chơi hoa xong lúc nào lên nụ hoa mình lại cho vào trong nhà mình trưng bày. Đấy, hàng hôm nay về phục vụ nhu cầu Tết các bác này, ngập tràn luôn. Hàng rất là đẹp, đây là về bổ sung thêm rất là nhiều luôn. Đấy, từ giờ đến Tết thì những cái dòng vũ nữ thì em thấy là đa phần là mọi người đang săn đón rất là nhiều. Trên Facebook người ta cũng bán, nhưng mà cái giá ở trên Facebook thì em thấy người ta chạy quảng cáo, thường người ta tốn rất là nhiều chi phí, nên là cái giá của nó sẽ nhỉnh hơn là những cái giá mà nhà em bán tại cửa hàng như thế này. Mà nhà em lại còn bao ship khi mua từ 3 chậu nữa, nên là các bác có thể so sánh và cân đối nhé. Mình thông thái, mình có thể lựa chọn các bác bên nào hợp lý thì mình mua. Nhưng mà đảm bảo các bác là cái hoa ngọc nữ này thì mê. Đẹp mê. Đẹp mê luôn. Đó, mới nở ra một vài bông thôi. Đây, những cái cành này bắt đầu mới chuẩn bị nở này. Hàng này thì em lấy một chậu hoa để em trưng bày. Còn đâu gửi cho các bác là hàng nụ hết nhá. Hàng nụ hết thì các bác gửi đi. Đây, một chậu của nó cũng rất là nhiều nụ hoa các bác nhá. Và một chậu như vậy em bán là 160.000. Dòng này hoa thơm lắm. Đấy, nếu mà các bác thích chơi hương thì chơi cái dòng ngọc nữ này là quá là hợp lý rồi. Hàng đẹp, bao đẹp luôn. Và một loại dòng cũng đang nụ nữa, đó chính là vũ nữ anh đào. Đó, vũ nữ anh đào hay với tên gọi nữ vũ nữ vàng anh, bởi vì đây là cái bông hoa của nó màu vàng rất là đẹp. Đó, bông hoa. Đấy, những cái chậu này cũng đều đang có nụ hoa các bác ơi. Đấy, một chậu đều đang có ngồng hoa, ít nhất là một ngồng. Thông thường nó sẽ là một ngồng. Và vũ nữ vàng anh thì hàng của nó, bông của nó khá là to, sai hoa. Đấy, cái nụ của nó đang lớn dần dần phát triển nhá. Cái hàng này chơi Tết thì đã luôn. Đẹp lắm. Và một chậu vũ nữ vàng anh này thì em đang bán với giá bao nhiêu ạ? 150.000 đồng một chậu thì nhá. Chỉ có 150 một chậu thôi. Các bác cứ kết hợp 3 chậu vũ nữ thì miễn ship. À, tiếp theo là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh nhá. Hôm nay thì em có về một cái lô hoàng hậu hoa xanh, phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Những cái cây với củ giả hành rất là to, mập khỏe. Dòng này thì được tham gia rất là nhiều những cuộc triển lãm về hoa lan. Ai đã từng yêu thích và đã từng được trưng hoa của dòng này thì rất là mê ạ. Hôm nay thì em có những cái chậu hoàng hậu hoa xanh cây trưởng thành này. Và một chậu của nó, nếu như các bác lấy những cái chậu mà nó nhiều thân thì thường nó củ già hành nó sẽ không được mập bằng những củ ít thân. Nhưng đảm bảo trong một chậu cân đối như vậy là rất là đẹp. Em bán đồng giá là 150.000 đồng một chậu hoàng hậu hoa xanh nhá. Vòi dài, hoa đẹp. Và mặt hàng cuối cùng đó chính là vũ nữ nhện xanh. Cũng là một mặt hàng không hề kém cạnh gì ạ. Với những bông hoa của nó, những bông hoa nhện xanh này, bông hoa như những con nhện rất là xinh đẹp. Đây ạ, bụi hôm nay rất là nhiều thân. Đây ạ, những cái bụi mà thân nó nhỏ nhỏ mọc nhú lên ấy thì nó nhiều thân hơn. Còn những bụi mà các bác lấy những cân củ giả hành của nó cứng cáp hơn thì nó ít thân hơn một chút. Nhưng cái lô hàng nó tuyệt vời như thế này, xanh mướt mượt mượt luôn. Đây là vũ nữ nhện xanh nhá. Ngày xưa cái dòng này giống của nó hơi hiếm ấy. Tìm rất là nhiều nhà vườn mới có những dòng hàng vũ nữ nhện xanh. Nhưng hôm nay em tìm được nhà vườn thì người ta xuất liên tục các bác, tha hồ thích. Đó, một chậu của nó đẹp như vậy với giá chỉ có 150 thôi. Và ngày hôm nay mua 3 chậu được miễn ship, các bác tranh thủ mua những cái dòng vũ nữ mới về. Trên đây là tổng hợp 7 loại vũ nữ hiện tại đang rất là hot và gần đến dịp Tết thì mọi người quan tâm rất là nhiều. Và các bác chốt mặt hàng vũ nữ nào thì inbox cho bên em và miễn ship khi mua từ 3 chậu vũ nữ trở lên. Trong đó thì có dòng vũ nữ hoàng hậu xanh và nhện xanh thì chưa có nụ còn đâu, tất cả hiện đang có nhú vòi rồi. Những cái dòng hoàng hậu và nhện xanh thì thời gian sắp tới, thời gian ngắn nữa thì sẽ có nụ nhé. Và sau đây thì em xin phép kết thúc clip và nhận đơn hàng mọi người. Và cái mặt hàng hot hit năm ngoái em bán siêu chạy hàng đây ạ, đó chính là dòng Dendro 5 cánh trắng họng tím.
Nói qua về dòng Dendro này, nó là thuộc dòng Dendro Xuân, như dòng Dendro Xuân hoa cánh trắng các bác nhé. Hàng này là hàng phân màu. Còn hàng Dendro Xuân vừa rồi em giới thiệu các bác thì những cái hàng đấy thì nó là hàng sổ, bông hoa của nó nhiều màu khác nhau nhưng không phải là dòng hoa trắng. Dòng hoa trắng này hàng đắt tiền nên là nó như kiểu là phi điệp cũng thế thôi. Nó cũng có cái dòng hoa trắng thì hàng này nó sẽ là dòng đột biến đắt tiền hơn, kiểu như Dendro Xuân cũng vậy. Đó, cái lô hàng này, cái lô hàng cuối cùng em lấy rồi. Hôm trước lấy 50 chậu đã hết hàng và hôm nay thì chỉ có 30 chậu thôi. Đấy, bác nào nhanh tay vừa rồi mà không được cái sưu tầm cái dòng hàng hoa trắng này thì có thể nhanh tay để sưu tầm trong cái lô đợt này, bởi vì số lượng vườn đã hết hàng, không còn hàng ạ. Ở đầu xuân vừa rồi thì em có bán một cái lô đăng hoa. Đấy, trước khi giới thiệu thì em sẽ giới thiệu các bác cái lô hoa hôm vừa rồi em bán nhé. Đây ạ, cái mặt. Đây là cái lô vừa rồi này em bán khi đăng hoa này. Cái hoa của nó 5 cánh trắng họng tím đấy mọi người này. Đấy, bông hoa của nó rất là to, cánh trắng tinh. Hàng hoa vừa rồi đấy ạ. Nhập thì thôi rồi, thơm nức mũi luôn. Dendro Xuân thì chỉ có màu trắng này là cái dòng hoa thơm, còn những cái dòng hoa khác thì hoa nó thơm nhẹ nhẹ bình thường thôi. Đó, đây ạ. Bông hoa của nó đây, cánh trắng. Lô vừa rồi tại cửa hàng nhà em nhé quá nhá. Hàng về tại nhà em đây ạ. Đó. Và cái chậu lúc đấy thì nó chỉ có thế này thôi. Chậu chỉ có một thân hoa duy nhất như vậy và có một hai cái mầm ở dưới thôi. Cái mầm nó bé xíu xíu. Đấy. Đây, cái bông hoa của nó trông vậy nhưng mà cho ra bông hoa rất là sai các bác nhá. Đấy. Hôm trước là cái lúc mà đăng nụ hoa này đã 270.000 một giò ấy. Thì giống của nó sẽ đắt hơn. Và lúc mà hàng hoa nó sẽ đắt hơn là những cái dòng hàng lá. Đấy, là lúc đấy là 270.000 một cái giò xíu xíu như này. Đấy, bông hoa thì thôi rồi, 5 cánh trắng họng tím thì quá là mỹ mãn rồi. Và khi chơi hoa xong thì nhà vườn người ta mới bắt đầu người ta nhân giống ươm ki lên. Hôm nay cái chậu này của nó phải số lượng thân nó phải gấp 3-4 lần cái số lượng thân mà các bác mua đầu xuân. Đấy, và thời điểm này là cái thời điểm nó cũng đang thắt ngọn xuống lá này. Một số lá nó xuất hiện những lá vàng này. Một số cây thì bắt đầu nhú nụ này. Đấy, đây em sẽ mang cho các bác một chậu để các bác thưởng thức nhé các nhá. Nhiều thân hôm trước rất là nhiều. Đây, cái nụ hoa của nó đang bắt đầu nhú nhú này. Em thấy là đang bắt đầu nhú nhú rồi. Rất là đẹp. Đây, đang gợn gợn nhú nhú rồi nhá các bác nhá. Đây, nhú nhú những cái gợn hoa và mầm cũng đang lên rất là nhiều. Và hôm nay thì chỉ có 30 chậu thôi ạ. 30 chậu thôi. Những cái chậu này thì số lượng thân nó sẽ nhiều hơn là cái hàng đầu xuân. Đấy. Trung bình tầm cũng phải 3-4-5 chậu thân thì đấy, cả ngắn cả dài, cả to cả bé. Các bác lấy cái thân dài thường nó sẽ ít thân hơn, nhưng mà thân ngắn này thì nó nhiều thân hơn một chút, nhưng mà cái chậu thân dài thì thân nó cao hơn kiểu vậy. Và em bán đồng giá hết là 300.000 đồng một chậu nhá. Nó đắt có 30.000 nhưng mà số lượng thân nó phải gấp 3-4 lần. Giống này ngoài thị trường không có đâu nhá các bác nhá. Ngoài thị trường người ta không có cái dòng 5 cánh trắng họng tím đâu. 300.000 một chậu nhá. Và loại này mua 2 chậu em cũng sẽ miễn phí ship. Đấy, hôm nay mua 2 chậu loại 5 cánh trắng họng tím Dendro này thì cũng được miễn phí ship. Số lượng có hạn thôi, có 30 chậu và treo hết ở trong đây thôi. Hôm trước em cũng nợ một số bác đơn này, chắc hôm nay cũng gọi bớt đi là chắc cũng xuất đi cũng gần hết rồi. Các bác nhanh tay để nhận đặt hàng. Đấy, đẹp lắm. Đang xuống lá, đang ngả lá vàng để xuống lá. Dòng Dendro đợt này đang chuẩn bị đến thời điểm thắt ngọn rồi. Hoa thì bao đẹp, bao thơm. Cái chậu rồng đỏ ngày hôm nay em sẽ bán solo đồng giá hết cho các bác nhé. Em sẽ bán theo chậu. Để bán nhanh là bán theo chậu bởi vì lô hàng nó về quá nhiều. Mỗi chậu trung bình từ 2, 3, 4 thân. Thì tại sao nó có sự chênh lệch như thế? Bởi vì nếu mà các bác lấy chậu 2 thân thì thân nó sẽ cao và nó dài. Đó. Còn nếu mà lấy chậu 3 thân, 4 thân thì nó thế này. Nó cũng có thêm cả kèm theo cả những cái thân ngắn nữa. Đây ví dụ như là chậu 3 thân này thì nó là 2 thân kia thì nó ngắn ngắn hơn tí. Thì một thân dài, 2 thân ngắn kiểu vậy. Còn chậu 4 thân thì nó cũng xem như vậy, nó ngắn hơn một chút xíu. Đây là hôm nay là em bán theo cái hàng đồng giá. Các bác muốn lấy thân cao thì em sẽ chọn cây số lượng ít thân. Còn nếu mà lấy cái chậu mà nhiều thân thì thường nó kèm theo cả những cái thân ngắn nha bác nhá. Và bán cho các bác hôm nay giá chỉ bao nhiêu ạ? 200.000 đồng một chậu. 200.000 đồng một chậu rất là nhiều thân. Đó. Và mua 2 chậu 400.000 được miễn phí ship rồi. Đấy, 200.000 một chậu thôi ạ. Giá chưa từng có luôn. Đó, Tết năm nay á chơi thả ga. Và bên đây đó chính là những cái chậu trầm cổ nhá. Nói về trầm cổ thì cái độ đậm của nó còn đậm hơn cả trầm rồng đỏ cơ. Và trầm cổ này ngày xưa người ta vẫn ví von đó chính là cái hàng mà thân thủ, thân dài. Hàng này mà đua ngọn nó có thể dài đến 2 mét cơ. Đó, hôm nay trầm cổ thì nhà vườn này người ta xuất cũng gần hết hàng rồi. Hôm nay thì số lượng về nó chỉ có rơi tầm khoảng hơn chục chậu thôi. Nó không như trầm rồng đỏ nên là số lượng có ít. Chậu trung bình sẽ rơi tầm 4 thân trở lên. Trung bình tầm 4 thân. Đấy, những cái chậu 4 thân này, chậu này 5 thân này. Đấy, chậu nào 5 thân thì có cả những thân ngắn nhá. 4 thân thì thường thân dài đều hơn. Nói chung là cứ xem từ 4, 5 thân.
4 đến 5 thân các bác nhé. Và những chậu trầm cổ này á, em xin phép bán với giá chỉ có 280.000 một chậu thôi ạ. Em bán đồng giá. Hôm trước một chậu 4 5 thân là toàn từ 300.000 trở lên thôi. Hôm nay thì còn có số lượng nó ít nên là em bán 280.000 đồng một giỏ. Các bác có thể kết hợp giữa trầm cổ và trầm rồng đỏ cũng được, bên em sẽ miễn phí ship. Kết hợp giữa hai loại này từ hai chậu trở lên nhé. Giá này là giá cực kỳ là rẻ rồi. Các bác xem cứ tham khảo ngoài thị trường là các bác biết rồi. Người ta vẫn bán theo thân đấy ạ. 200.000 một chậu trầm rồng đỏ và 280.000 một chậu trầm cổ nhiều thân. Trầm cổ hàng Tết năm ngoái vẫn còn 350 một thân đấy ạ. Năm nay 280 tận 4 5 thân. Em lên cho mọi người một số những mã hàng hình của hàng rừng nhé. Hàng rừng này, em lên cho mọi người một số mã hình để các bác chốt nó dễ này. Hình N1 là một cái lô ngọc thạch 3 màu gồm một số khóm như sau. Đấy, đủ một giò ngọc thạch 3 màu Tây Bắc 70.000. Hình N2 là một lô hạc vĩ Tây Bắc 100.000. Hình số 2 100.000. Hình số 3 N3 là một lô kiều vàng 80.000, rất là nhiều thân tơ. Cái này mắt kiều đang sưng này, mắt kiều vàng này đang sưng. 80.000 được một giò kiều to. Hình 4 90.000. Cái này gồm hai rề, nó hơi ít lá thôi nhưng mà hai rề nguyên về ốp lên cây. 90.000. N13 là một lô gì nhỉ? Hoàng thảo môi tua 50.000. Một lô hoàng thảo môi tua. Hình 14 là một lô hoàng thảo ý ngọc 50.000. Đây một bó ý ngọc 50.000 này. Hình 15 một lô hoàng thảo ý ngọc 80.000. Ui thân tơ nhiều lắm. Đây thân tơ đây ạ. Đây thân tơ rất là căng đẹp. Ý ngọc 5 cánh tráng ngọc tím ạ. Hình N16 hai dề. Đây cái dề này còn đang có nụ hoa này. Hai dề này là dề kim điệp nhựa. Đây nụ hoa nó còn đây. Nụ hoa đang lên rồi các bác. Giờ mới để ý kim điệp nhựa đã nụ hoa rồi. Mà dòng này hoa của nó rất là bền. Hai dề nhá. Hai dề này 120.000. Ghép nguyên dề nó khỏe mà hoa thơm. N7 ạ, cả một lô 100.000. Rất là nhiều. Nói chung từng khóm từng khóm. Tại vì sao kim điểm nhựa người ta bảo là cái thân già nó vẫn cho hoa như bình thường. Ui cái này nó còn tự bật rễ này. Đấy chưa kịp ghép mà đã bật rễ rồi. 100.000. N17 N18 cái lô này cũng 100 này. Lô này vụn vụn nhiều lắm. Được rất là nhiều luôn. Bán luôn 100.000 cái lô. Lô này. Em bán thanh lý. Và em cũng tâm sự luôn là em nói thật là em bán hàng kg em không có lời luôn. Mà thậm chí là có thể là sẽ bị lỗ. Thậm chí lỗ là điều rất là hiển nhiên. Bởi vì hàng này nó ghép, nó bị hao rất là nhiều mà vận chuyển. Rồi là từ cái khâu mà dân người ta khai thác đến khơ dân, đến khâu của mình ấy, nó gãy dập rất là nhiều. Nên là tại sao cái hàng này á, những dòng thân thòng như hạt vĩ là em phải vặt lá liên tục. Là đã hao về lá rồi mà chưa kể cứ ngày qua ngày khác là nó sẽ bị hao cân. Đấy nên tại sao cái hàng rừng bọn em bán là đôi khi ấy, để là phục vụ cái đam mê của khách hàng thôi. Chứ còn bán ra không có lời mà hầu như là thậm chí là lỗ. Để những cái hàng rừng này nó hao dã man luôn ấy. Lỗ thật sự. Nên đôi khi các bác nhận hàng ấy, đôi khi nó hao một hai hoa các bác cũng thông cảm nhé. Chứ bọn em còn chấp nhận là rủi ro là hao còn nhiều hơn. Ngày nào cũng vặt lá này, lá vàng rơi. Cái mùa thân thòng xuống lá. Đó, một số những dòng hàng hình em có quay cho các bác rồi. Đầu tiên thì em xin phép giới thiệu các bác những cái chậu kiếm ạ. Kiếm thì nhà em vẫn tiếp tục xuất đi cho các bác. Và phải nói là cái lô hàng kiếm này nó quá là đẹp. Em cũng đã xuất đi khá là nhiều rồi. Đấy, hàng này thì nhà em hiện tại có 3 loại kiếm như sau. Hàng gieo hạt và hàng lật này thì em lấy là những cái chậu phi to. Chậu này phải là phi 16 rồi. Trước đó thì toàn những chậu phi 12 nó bé xíu thôi. Cây của nó thứ nhất là cây của nó không được to như này. Bản lá của nó thứ nhất là lá của nó hơi bé, cây cũng bé. Chậu này là chậu nhiều tép. Cũng phải 4-5 tép trở lên. Cũng phải 4-5 tép trở lên nhé các bác nhé. Và mỗi chậu này thì em đang bán với giá chỉ có 250 một chậu thôi. Những cái chậu kiếm to này. Hàng này thì ngoài thị trường người ta bán không dưới 300.000 thôi. Chậu phi to nhé. Cái chậu phi cốc nhỏ nhỏ đã rơi tầm 180. Đấy loại này là bán 250.000 một chậu. Hiện tại đang có là dòng phan trí nhá. Tiếp theo bên đây đó chính là vị hoàng này. Chậu rất là nhiều thân. Và đặc biệt hơn là xanh Huế thì nhà em lấy số lượng nhiều. Đó xanh Huế á. Đồng giá tất cả là 250.000 nhá. Riêng kiếm các bác mua từ 3 chậu bên em sẽ miễn phí ship vận chuyển ạ. Riêng kiếm lấy từ 3 chậu bên em sẽ miễn phí ship. Và giá 250.000 đồng một chậu. Hàng bao đẹp và hàng chậu nó rất là nhiều thân. Các bác có thể lấy 3 chậu kiếm thì bên em hỗ trợ cho mọi người.
Và đây là hàng gieo hạt, nhưng mà cái hàng này thì nhà vườn người ta làm khá là chuẩn, chuẩn giống. Đấy, chứ hàng thân của nó, nếu mà thân cây chuẩn của nó thì giá trị nó rất là cao. Năm nay thì em thấy xu hướng người ta chơi kiếm cũng nhiều. Đấy, những bác nào mới tập chơi có thể sưu tầm những cái dòng này. Nó vừa rẻ tiền để mình có những cái chậu hàng nó đã thuần sẵn, nó đẹp rồi. Đó. Hôm nay thì em có thanh lý một số dòng hồ điệp nhé các bác nhé. Dòng đầu hồ điệp đầu tiên là dòng mãn thiên hồng. Mãn thiên hồng thì bây giờ thực ra là nó vừa nở hoa rồi, nó cũng hơi dấu hiệu tàn ấy. Thì em thanh lý những cái cốc này trước đó là bán 90.000. Hôm nay em bán thanh lý là 50.000 một cốc nhé. 50.000 để các bác làm giống, số lượng có ít thôi. Nó có thể nó hơi sứt sắt lá một tí, bởi vì hàng này hàng nó cũng tàn hoa thì em bán để các bác làm giống. Và đối với dòng mãn thiên hồng thì hoa của nó, cái màu tím của nó rất là bền, rất là đẹp. Còn tiếp theo bên đây có một số dòng hồ điệp như là cái dòng hồ điệp vàng chanh này. Vàng chanh này là cốc đang có nụ hoa, cũng đã nở hoa mà hiện tại cũng còn nụ. Nó còn vẫn còn nụ, vẫn chơi được, và hàng này thì hoa nó bền. Thì hôm nay thì em cũng giảm giá cho các bác. Mỗi chậu này trước đó bán 80.000, à 85.000 ạ. Hôm nay thì em bán 60.000 nhá. 60.000 để em dọn chỗ để em lấy cái lô hàng khác. 60.000 một chậu vàng chanh. Hàng hiện tại đang có hoa, một ngồng hoa này. Màu tiếp theo đó chính là màu hồng Anna, hồng Anna thì cũng chậu có. Đây, chậu này còn nhiều nụ hơn. Riêng hồng Anna thì 70.000 nhá. Giá cũ 80.000 hết thì hôm nay em bán 70.000 này, hồng Anna. Còn bên đây đó chính là màu vàng chanh. Vàng chanh hiện tại thì có hai ngồng. Thôi một ngồng đi. Tại vì có hai ngồng nhưng có những cái ngồng nó mới nhú nhú này thì em không tính gọi là một ngồng. Hàng vàng chanh và một ngồng. Hàng này cốc đại 3.5, cốc to, nụ đang nhú đây này. Giá cũ 85, hôm nay em cũng bán 60.000. Vàng chanh còn 6 cốc cũng bán giảm giá nốt. Tiếp theo hồ điệp cam. Hồ điệp cam này hàng cốc đại cũng 3 ngồng hoa nhưng mà bây giờ cũng bị lỗi 1-2 ngồng thì hiện tại là 1 ngồng này. Đây, nói chung là còn 1-2 ngồng thôi. Thì cái hồ điệp và cam cam phân nhánh này thì em bán cũng 60.000 nhá. Bán nốt 60. 60 này, 60 này, 70 màu hồng Anna này. Và 60 cái dòng vàng này. Màu vàng này nó nở hơi nhiều, cũng còn một vài nụ vẫn chơi được. Đấy, cái màu vàng này hoa của nó rất là tươi. Còn phía trong kia thì còn có hai cái chậu đó chính là màu đu đủ. Đu đủ chắc cũng làm giống thôi. Hoa nó cũng nở gần như là hết rồi nhưng mà màu này khá là bền. Màu đu đủ cũng bán 60.000 đi. Cũng bán 60.000. Là những chậu bán 85.000 giờ bán 60 nhé. Hồ điệp thì bán nó cũng không có lời mấy nhưng mà còn một ít em thanh lý. À, cát thập tam muội ạ. Hôm nay lại về thêm một cái lô cát thập tam muội hàng lá mít. Hôm trước thì cháy cái hàng này. Dòng này thì cây của nó không quá to đâu ạ, bởi vì đây là dòng lá mít tròn xoe, hàng thân lùn. Đó, đây bản lá mít rất là đẹp. Hôm nay thì về số lượng nhiều hơn. Đẹp chưa? Và bông hoa của nó rất là đặc sắc nhá. Cát thập tam muội này em bán là 150 một chậu. Và mua 3 chậu cũng được miễn phí ship ạ. Cái dòng này 3 chậu cũng được miễn phí ship rồi. Em lên tiếp cho mọi người một số những chậu năm cánh trắng hậu hồng đằng, hàng đang có nụ hoa nhá. Hàng này là hàng ki. Riêng năm cánh trắng hậu hồng là cái dòng hàng mà hoa thơm và bông của nó rất là sai. Hàng này thì không chơi hàng gieo hạt. Hàng gieo hạt thì chỉ những cái dòng như là Phú Thọ với cả hàng giá trị hơn thôi. Còn cái dòng năm cánh trắng này nó ở tầm chung, ai cũng sưu tầm được. Nên là mọi người nhớ là mua hàng ki thôi, đừng mua hàng gieo hạt năm cánh trắng hậu hồng nhé. Em gọi đây là hình H1 này. Giá nó hậu hồng năm nay cũng rẻ, rẻ theo cái giá thị trường của hàng va nó xuống. Đấy, năm ngoái, bây giờ cái thời điểm mà năm ngoái cái thân này cũng đã 250 một thân rồi. Không sai, năm ngoái vẫn 250.000 một thân năm cánh trắng hậu hồng. Bây giờ một chậu ví dụ 3 thân, nó hai dài này, thân này ngắn hơn một tí xíu thôi. Thì bây giờ có 250 chậu H1 này là có một cái đầu ngọn này nó vận chuyển nó hơi bị gãy một tí này. Cây thắt ngọn thì cũng không ảnh hưởng gì, nụ vẫn lên bình thường. Không ảnh hưởng gì, 250 3 thân. Có rẻ. Nụ đang lên nhá, nụ xanh lét luôn. Năm cái trắng họ hồng này hoa thơm mà sai hoa lắm ạ. Chậu H2 200.000, 2 thân. 2 thân này 220.000. Chậu H3 này cũng 200.000 2 thân, đang nụ này. Cả nụ to nụ nhỏ. H6 ạ, 280.000 3 thân. Đây giờ này 3 thân dài này, 280.000. Ôi, đây thân này cũng bị chạm một tí đầu ở đây. Hàng này hàng thân nó hơi giòn, vận chuyển không tránh được. Nụ đang nhu nhú nhau nhá. 3 thân này dài dài này. Giờ người ta bán rẻ nhất nó cũng rơi tầm 120 một thân. Thì rồi 360 để bán 208. H8 190.000, giờ này ở 3 thân. 1, 2, và đây thân thứ 3 thân này cũng bị chạm đầu ngọn một tí. Còn đâu 2 thân này đang nhú nụ. À và cả có một thân con này nữa đây, 190.000 này.
trội 190 này. Vừa chơi hoa vừa làm giống. Cái này chơi hoa xong nó mầm mống gấp xong các bác có thể cắt những cái phần mà nó chưa lên kỳ để ươm kỳ cũng được. Đây có duy nhất một chậu này, chậu chấp Mỹ này. Chậu chấp Mỹ này gồm một thân dài với cả một thân này. Hai thân này đều phải 70-80 cm ấy, nhưng mà thân này nó bị hỏng cái gốc. Chắc vừa rồi em không để ý em. Đấy, bình thường chấp Mỹ 150 một thân. Chậu này hai thân em bán 130 thôi. Một thân này về các bác cắt từ ươm kỳ thoải mái hoặc là vẫn chơi hoa như bình thường. Và bên cạnh những cái loại trầm như vừa rồi em giới thiệu thì cái dòng trầm Thiên Long là cái dòng trầm mà hoa của nó rất là thơm. Dòng này là cái tiêu chí đánh giá của dòng trầm đấy ạ. Đấy, người ta vẫn ví như thế. Thân của nó thân thủ, thân to, mập. Và hiện tại những thân này thắt ngọn căng bóng luôn. Hình T1 này gồm hai thân dài này và một thân ngắn hơn tầm một gang tay. 230.000. Em bán lẻ bình thường vẫn là 150 một thân đấy ạ. Bởi vì bán lẻ năm ngoái vẫn 250 một thân này. Năm nay 230 ba thân. Tiếp theo T2 210.000 đồng. Hai thân vừa, một thân cao 210. Ba thân. Cái này khi mà nở hoa thì đẹp. T3 240.000. Các bác có thể sưu tầm mỗi loại trầm một tí. Mỗi lòng trầm mình có một chút. Tranh thủ mùa dịch gần Tết rồi, gần Tết mà lúc đang sưng nụ còn tắt hơn. T3 240, hai thân dài đều nhau và một thân ngắn. T5 250, chỗ này 4 thân. Thân này to hơn ngón tay cái này, sở rất là đã. 4 thân. Hai thân này tơi tầm 30. Còn hai thân dài này tầm khoảng 45 đến 60. 250 này. Và T6 cũng 250. Chỗ này một thân này rất là dài, lá mít tròn xoe. Đây hai thân dài một ngắn, 250. Còn tiếp theo là những chậu trầm rồng đỏ. Trầm hàng ngàn loại trầm, nhiều loại trầm lắm cơ. Đó, đây là mỗi loại nó có một cái đặc trưng riêng, bản sắc hoa riêng. Nhưng mà chung quy lại tất cả đều là dòng hoa thơm. Đã nói đến trầm là hoa nó đều thơm. Nhưng mà mặt hoa của mỗi loại nó sẽ có một những cái nét đẹp riêng các bác nhé. Đây là những chậu trầm rồng đỏ và em ký hiệu là chữ R nhé các bác nhé. R1. Năm nay giá trầm giảm phải nói là một nửa hoặc là thậm chí là hơn một nửa luôn. Dụ như năm ngoái một cái thân này bán ra vẫn 250 này. Bây giờ bán ra một thân này với cả cái thân nhỏ kia bây giờ một chậu có 150. Hai thân. R1 này, một chậu hai thân 150.000. R2, một chậu một thân với cả một kỳ nhỏ nhỏ xíu không tính 120.000. Thân này phải dài đấy xem nào. Thân này em đo cho mọi người xem nhá. Một gang này, hai gang này, ba gang rưỡi rồi. R3 140.000, hai thân. Đang xuống lá thắt ngọn hết rồi. R4 110.000 đồng. Thân này ngắn ngắn hơn, thân này chắc chỉ tầm 50 cm đổi lại thôi. R5 120.000. Thân dài, dài thắt ngọn đẹp. R6 140.000, một thân dài, hai thân nhỏ ở dưới. Ngày xưa các bác mua một giống nhỏ nhỏ xíu trầm này thôi đã 100.000 một cái thân nhỏ xíu rồi. Xưa đấy. Không so sánh đâu nhưng mà đúng là cái giá hoa lan giờ nó giảm cực kỳ là mạnh. Để các bác biết thật ngày xưa để mua một cái giống nó rất là đắt như thế nào. R7 150, một thân rất siêu dài và một thân ngắn hơn tí xíu. R8 120.000. Một thân dài, cái kia nhỏ kia thì không tính. 120.000. R9 150, đây một thân dài phải 60 cm, hơn 60 cm và một thân ngắn hơn. 150 hai thân. Và R10 cũng 150.000 nha các bác nhá, 150. Hai thân. Một dài một ngắn. Cộng thêm có tầm khoảng 20-30.000 thôi. Đấy, nói chung là mỗi chậu nó cũng xem đều như thế. Hôm nay rất là nhiều những dòng hàng chơi Tết để các bác sưu tầm. Có hơn 100.000 được một cái giỏ lan chơi Tết quá là tuyệt vời. Em lên cho mọi người một số những chậu kim điệp mắt nâu hàng đột biến các bác nhá. Dòng kim điệp mắt nâu này là cái dòng năm ngoái em bán rồi. Và hàng này là một cái dòng hàng sưu tầm. Nói chung là hàng càng hiếm càng hot thì cái số lượng nhân giống của người ta rất là ít. Kim điệp mắt nâu năm ngoái em bán và năm nay em mới bắt đầu bán thêm một lô nữa. Nhưng số lượng mỗi lần về không có nhiều. Hôm nay em chia là một số hình như sau. Cây thắt ngọn hết rồi, cây mập và đang sưng mắt nụ các bác nhé. Dòng này thì bông của nó to, hoa màu trắng và mắt màu nâu, màu đỏ nâu ạ. Hàng đẹp, bông to. Chậu D1 em bán là 250 này, rất là nhiều thân. Hàng này đầu năm vừa rồi em nhập về em toàn bán đồng giá 290 một chậu. Nhưng hôm nay thì cái mức size của nó có thể là to nhỏ khác nhau thì em chia hình.
những hình là đây 290 rồi, bán 250 này. D2 chậu này cũng nhiều thân này, buộc túm vào này, thân của nó rất là mập nhá các nhá, đẹp lắm. Cái này sưng mắt nụ, một cái thân này nó phải cho đến 2, 3, 4 mắt hoa cơ, thân hoa cơ, lên liên tục đấy, lên liên tục luôn. 230.000 D2, mã D3 cũng thân cao mập chưa, đang xuống lá này. Dòng thân thòng nó phải xuống lá mọi người ơi. Đây kể cả thân này là thân tơ, chưa hoa lần nào nó đã xuống lá. Đây là thân tơ nhá, đấy thân tơ này. Đấy chứ không phải là nó xuống lá như sơ trụi đâu. 250 này, đây là D3. Tiếp theo mã D4 ạ. Em lên mã này là 180.000 thôi, 3 thân, 3 thân tơ, hàng sưu tầm, nó hơi đắt đỏ tí. Tiếp theo D5 cũng 230.000. Đây có những thân tơ nó xuống lá rồi, các bác nhìn nó thế. Tiếp theo là D6 ạ, 220.000 này. 220.000. Mã D7 là một chậu này, là chậu 290, chậu này là ghép vào chậu lan nhựa. Đây, hàng này hàng ươm ki ra các bác nhá, hàng ươm ki ra ấy. Nhiều thân, chậu này là size hôm trước bán 350 những cái chậu lan nhựa này, hôm nay em còn hai chậu em bán 290 này. Nhiều thân lắm. Và D8 này 300 này, chậu này cũng nhiều thân và thân này của nó to hơn, cao hơn tí. Bán 300. Đấy, kim điệp mắt nâu nhá, kim điệp mắt nâu. Hôm nay thì em có một số những cái chậu chuỗi ngọc hàng thuần. Lâu lắm rồi thì mới về cái hàng chuỗi ngọc. Và năm nay những cái thân chuỗi ngọc, những cái hạt chuỗi rất là căng, rất là mộng. Hàng rừng, hàng rừng thuần nhá các bác nhá. Về các bác thì treo lên thôi. Chuỗi ngọc hôm nay thì số lượng nó có ít, rất là đẹp. Mầm gốc thì một số cây cũng đang bật lên rồi. Chuỗi ngọc thì em bán là 200.000 đồng một chậu, 200.000 đồng một chậu. Đây những cái thân chuỗi ngọc này. Năm nay cái hàng rừng em không dám nhập, tại vì lắm thân già quá. Bây giờ các bác mua cái hàng thân trồng sẵn rồi các bác về chơi luôn Tết rồi. Bây giờ mình trồng mình kép cái hàng chuỗi ngọc thì không biết là bao giờ mới được chơi hoa. 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Còn hàng rừng thì nó sẽ có thân tơ thân già, nhưng trồng như vậy, một chậu tương đối như vậy là rất là đẹp rồi ạ. 200.000 chơi hoa xong thì mầm gốc lại bật lên, hoa của nó rất là đẹp. Hôm nay em có cập bến một cái lô Kodak Koki, phải nói là hàng quá là đẹp luôn mọi người ơi. Hôm trước Koki về có duy nhất cây đơn thân này mà đã 180 một cây rồi ấy. Đây là không điêu một chút nào đâu. Cái lô đợt này về cây đôi luôn. Đó, nói chung là một chậu 2 cây. Và hôm nay giá thì nó nhỉnh hơn, chỉ có 40.000 thôi, tức là chỉ có 220.000 một chậu thôi ạ. Kodak Koki, bông hoa của nó to và rất là thơm nhá. Dòng này là hàng của bên Thái Lan và cái dòng này chơi dễ gió. Nhìn cây thì như hoàng nhạn đấy, nhưng mà dòng Kodak Koki này bông của nó hoa màu tột tím và rất là đẹp. Chỉ có 220 một chậu, một cặp 2 cây mà khá là nhiều cặp lá các bạn. Lô đợt này bao rẻ và bao đẹp. Chưa bao giờ có một lô hàng mỹ mãn như thế ạ. Em về một lô ngọc trai đen hay là thiên nga đen ạ. Những cái cây thiên nga đen để làm giống. Cái giống này nó là một cái dòng giống nó rất là đắt. Nó đắt hơn những cái màu khác, bởi cái màu đen của nó là màu mê đen huyền bí, màu đen rất là sang trọng. Cây hiện tại thì đang bật mầm, một số cây đang bật mầm. Loại này thì em bán 50.000 một củ. Thiên nga đen, ngọc trai đen này mua 5 củ em bao ship ạ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một cái lô hàng Dendro chớp sao băng vừa mới về. Cái dòng chớp sao băng là cái dòng hàng Dendro chớp đột biến nên giá hàng sưu tầm đấy ạ. Cái bông hoa của nó này bói ra một vài bông. Hàng này thì em bán để các bác làm giống, chứ nếu mà bán cây của nó thì nó so với những cái dòng cây Dendro khác, giá nó dù nó rẻ hơn nhưng mà cây nó lại mướt đẹp hơn là cái dòng chớp sao băng này. Chớp sao băng này cũng là hàng cắt một hai lần vài lần ngồng rồi ạ. Đấy, về để các bác làm giống, ươm giống để lấy cái mầm này này để năm tới. Hàng này là hàng giống nó đắt nên là hàng ươm ki ra. Đấy ạ, các bác nhìn này, những cái hàng này là nhà vườn ta ươm ki ra nhá các nhá. Những cái ki của chớp sao băng này. Hàng thì hiện tại cũng có một số cây đang nụ như thế này, nhưng mà những cái nụ to thường nó sẽ bị trột. Em bán cho các bác là bán giống, em sẽ không bán cho hàng nụ nhá, để tránh trường hợp đến nơi một số bác này thấy cây là cắt ngồng rồi các bác chê này nọ thì nó không đúng. Bởi vì tùy từng giống cây, tổng giống chớp này nó đắt tiền, nhưng mà mình sưu tầm thôi. Và hôm nay thì một chậu chúng trung bình nó tầm 3 thân. Đấy, 3 thân. Đó, thì lô đợt này thì cây nó cao hơn lô hôm trước. Lô hôm trước em bán 130 thì cây nó chỉ thấp bé bằng cái nhánh thôi. Nhưng thân hôm nay thì nó có thể cao được gang rưỡi, hai gang tay tùy từng cây. Đó, và mỗi chậu như vậy hôm nay thì giá thành vườn này người ta bán rẻ hơn, cây cao hơn rẻ hơn. Thì em bán với giá là 110.000 đồng một chậu thôi nhá. Đấy các bác về các bác làm giống này. 110.000 đồng cây nó. Cây của nó lưu ý là có một số như lá nó sẽ bị gãy gập như thế này, cái lá của nó. Bởi vì vận chuyển qua cái đường vận chuyển ấy, nó không tránh được.
nhưng tổng thể cây nó rất là khỏe. Đó, 110.000 đồng một cây. Giá thị trường loại này người ta còn bán 180 cơ. Cái dòng chốc sao băng cây to này em bán có 101 thôi. Loại này mua 5 cây em miễn phí ship nhá. Riêng chốc sao băng này mua 5 cây miễn phí ship. À, em xin giới thiệu thêm về cái dòng hàng Dendro đột biến nhá. Hàng nhà em lại tiếp tục về thêm mọi người ơi. Đây là một cái dòng hàng Dendro chớp bịp, hàng chuẩn hoa, chuẩn giống nhá. Cái giá thị trường hiện tại thì nó cũng đã mềm mại hơn rất là nhiều so với những năm đầu tiên khi dòng chớp bịp này mới ra. Đó, đây là cái dòng chớp và với cánh viền vàng này, rất là đẹp. Hôm nay thì em sưu tầm cho mọi người một cái chậu hàng những cái hàng cây trưởng thành rồi đang đứng ngọn, sắp tới là sẽ cho hoa. Đó, trung bình một chậu sẽ tầm 2 đến 3 thân như thế này. Cây cao tầm khoảng hơn một gang tay đến gang rưỡi tay. Và hàng thì hôm nay về bổ sung thêm số lượng nhiều, thoải mái các bác đặt hàng. Giá thị trường hiện tại chớp bịp này người ta đang bán ra từ 250 đến 280.000 đồng một chậu. Đó, hôm nay thì nhà em Nhung giới thiệu các bác những cái chậu hoa chớp bịp với giá rất là yêu thương. Đó, một dòng chớp bịp này hoa của nó siêng các bác nhé. Một cái nụ hoa của nó thôi lại cho ra rất là nhiều những cái bông hoa. Cái này đếm thì không xuể luôn, tại vì sai lắm ạ. Cực kỳ là sai hoa nhá. Và loại này thì em xin phép bán với giá chỉ có 220.000 đồng một chậu. Hàng này thì em đang ưu ái khách hàng khi mua 2 chậu bên em miễn phí ship cho các bác. Đấy, các bác có thể đặt một cặp chớp bịp để về làm giống. Bởi vì dòng này là hàng hiếm có, ít có. Và từ trước đến giờ, từ cái hồi bán Dendro hôm nay về để một cái lô chớp bịp như thế này á, hàng không có nhiều. Và 220.000 đồng một chậu. Và mua 2 chậu sẽ được miễn phí ship vận chuyển. Cây hiện tại thì đang chuẩn bị đứng ngọn. Một số cây thì đây những cái năm cũ thì có thể là ra hoa đầu ngọn một lần, nhưng mà những cái mắt hoa nó vẫn còn đang tiếp tục lên nụ nhá. Đó, 220. Số lượng có ít. Và mua 2 chậu sẽ được miễn ship. Cái cây này thì em xin phép là sẽ để lại cửa hàng để làm mẫu khi giới thiệu mặt hàng cho các bác ạ. Đó, gửi đi em sẽ gửi những cây đứng ngọn thôi. Hàng bao đẹp và hàng chuẩn giống. Hàng các bác mua hàng nhà em thì yên tâm về chất lượng cũng như là chuẩn hàng, chuẩn cây ạ. Tiếp đến là lô trầm biên vàng các bác nhá. Trầm biên vàng là cái này thì nó nổi tiếng từ trước rồi. Nó là những cái cây lá biên, lá kẻ phát tài. Đó, người ta gọi là trầm biên vàng bởi vì đây là dòng biên vàng, dòng trầm lá biên. Cây hiện tại thì đã chuyển sang giai đoạn thắt ngọn hết rồi. Và bông hoa này thì rất là thơm, đậm đà. Loại trầm biên này người ta chơi sưu tầm cả thân lá và mặt hoa, hàng ươm ki các bác nhá. Hàng này hàng chuẩn ươm ki nên giống của nó hàng chuẩn. Tất cả các cây sau này nó sẽ cũng là lá biên. Cây hôm nay thì cây của nó cứng cáp khỏe mạnh. Để em đo thử cái chiều dài của cây thôi nhé. Tầm khoảng 2 gang. Trung bình tầm khoảng 2 gang các bác nhé. Tầm khoảng 2 gang mọi người ạ. Và trầm lá biên vàng này thì em bán một chậu với giá là 130.000 đồng một chậu nhé. 130, sở hữu một chậu trầm biên vàng rất là đẹp. Và các bác mua một cặp sẽ là 250.000, sẽ được một cặp trầm biên vàng. Đấy, 250 một cặp, còn mua lẻ là 130. Trầm biên này trước đó, trước kia là năm ngoái là cũng còn đắt hơn cả trầm dòng đỏ, một thân trầm dòng đỏ ấy. Còn đắt hơn ấy, năm nay thì dịch, nói chung là tất cả dòng hàng hoa lan đều giảm giá. Tranh thủ mình mua lúc này để sưu tầm những dòng hàng hoa lan đẹp nhất. Thanh đạm Indo, dòng hàng hoa thơm, vòi dài và rất là siêng hoa. Một chậu nhà em hôm nay thì toàn những chậu nhiều thân thôi. Lá thì cũng rất là đẹp. Thực ra thì cái dòng thanh đạm thì những cái lá nào già sau này nó cũng sẽ rụng thôi. Nhưng mà đây ạ, cái lô hàng về tổng thể như vậy là rất là ok rồi. Một chậu như vậy em bán à 180.000 đồng một chậu nhé. Dòng này hoa rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một cái dòng hoa màu trắng tinh thuộc dòng trầm, đó chính là dòng trầm trắng môi tuyết. Đó, dòng này thì hoa rất là thơm. Trung bình một bảng sẽ từ 2 đến 3 thân. Bảng nào 2 thân thì thường nó sẽ cứng dài hơn, còn bảng 3 thân thì nó ngắn hơn một chút xíu. Và trầm trắng này là hàng ghép trên bảng và cây hiện tại đang thắt ngọn. Lưu ý một chút là hàng thân thòng đang trong quá trình xuống lá các bác nhé. Dòng thân thòng hiện tại đang trong quá trình xuống lá. Nên là cái hàng này khi các bác nhận hàng có thể một số lá nó xuất hiện những cái lá vàng là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì hôm qua em có gửi một cái đơn hàng gồm hai mặt hàng này vào trong Khánh Hòa. Thì đến nơi cô mới tập chơi, cô ấy bảo là cây của nó thiếu sức sống rồi, là như kiểu cây chết. Và em cũng xin nói luôn là em nói chuyện đến cô ấy cũng phải đến chục phút nhưng mà cô vẫn tỏ ra mình là người không hiểu biết. Nên là các bác khi mới tập chơi ấy, mình phải tìm hiểu rõ về bản chất hoa lan. Có thể khi mà em quay thì cây của nó vẫn còn lá, nhưng gửi đi các bác những cái cây có thể nó rụng hết lá rồi. Bởi vì sao? Hàng này đang thời điểm xuống lá rồi nhá mọi người nhá. Chứ các bác đừng có đến nơi các bác cứ chê này chê nọ, trong khi đó mình đã kém cái vốn hiểu biết về hoa lan rồi. Em hỏi khách đặt hàng gì, khách còn không biết tên. Đấy, đôi khi khách hàng không biết tên cây mình đặt là em biết là họ là những người mới chơi, họ là những người mới tiếp xúc với dòng hoa lan thân thòng này, mình chưa biết. Nên mình phải tìm hiểu kỹ.
để người ta đỡ đánh giá mình là một người không biết gì. Vậy là đơn hàng ở trong Khánh Hòa em bị hoàn ra một cái đơn hàng gồm có hoàng thảo vôi này đang trên đường ra này. Khách trả giá 150 mà bây giờ trả giá 100.000 tôi mới lấy. Lấy 3 bảng trừ đi 100.000 tức là trừ hẳn 150, bọn em mất lời luôn mà bọn em lỗ luôn. Đấy, các bác đừng có trả giá quá rồi thành ra là ép người quá đáng ạ. Em bán đồng giá là 150 một bảng nhá. Riêng loại này mua 3 bảng kết hợp giữa hoàng thảo vôi trắng hoặc là trầm trắng em sẽ miễn phí ship cho các bác. Đó. Tiếp theo là những cái kiều vuông, chậu kiều vuông Lộc Bắc vùng Di Linh Lâm Đồng ạ. Hôm nay thì em về những cái chậu hàng này size nó nhỏ nhắn xinh xắn vừa túi tiền. Dòng kiều là một cái dòng hàng mà rất là dễ chăm, dễ trồng mà chơi hoa Tết cực kỳ là ưng ý. Hàng này thì hôm nay những cái chậu này là dòng kiều thân lùn ạ. Chậu cũng khá là nhiều thân. Đợt này thì nhà vườn người ta để nguyên những cái thân già để sau này nó sẽ bật những cái mầm gốc nhá. Để nguyên thân già để bật mầm gốc. Mà dù rằng kiều ấy, những cái thân già có nhiều mắt hoa, mắt nào chưa cho hoa vẫn chơi hoa bình thường. Và hôm nay thì những cái chậu kiều này em sẽ cố gắng lựa cho bác những cái chậu nhiều thân. Nó sẽ có cả thân tơ và thân già. Và những cái thân tơ này, thân lùn mập ú ụ luôn. Những cái thân tơ rất là mập nhá, mập cực kỳ luôn ấy. Đây, rất là đẹp. Và kiều hôm nay chỉ có 200.000 một giò thôi. Đấy, bác nào mà lăn tăn mà vừa rồi kiều Lộc Bắc giá thành những cái chậu to cái nó đắt quá, mình chưa có túi tiền mình mua thì mình mua những cái chậu này. Lựa đẹp cho các bác nhé, 200.000 đồng một chậu kiều vuông Lộc Bắc vùng Di Linh Lâm Đồng, hàng mới về. Bao xanh bao đẹp.